đúng ngày 29 tháng 2 âm lịch, trời thương Phật độ, năm con giáp trúng số liên tiếp, tiền tỷ cầm tay, khao cả làng. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, bước sang ngày 29 tháng 2 âm lịch ngày Tân Sửu thì những con giáp này sẽ trở thành những đứa con cưng của thần may mắn. Hãy bước chân ra đường thì sẽ đón nhận được với vận may. À, trong ngày hôm nay thì những con giáp này sẽ gặp được thời cơ để chứng minh cái năng lực làm việc của bản thân với cấp trên cũng như là với đối tác đem về cho công ty những cái bản hợp đồng có giá trị cao. Vì thế mà các bạn sẽ nhận được những cái khoản tiền tiền lương, tiền thưởng không hề nhỏ. À, những con giáp này cũng nên tận dụng cái ngày hôm nay để mà phát triển các mối quan hệ của cá nhân, để học hỏi thêm những cái kinh nghiệm từ những cái người đi trước. À, các bạn sẽ gặp được những cái người thầy đầy tuyệt vời ở bên cạnh mình. À, mối quan hệ giữa những người độc thân và những người khác giới trong thời gian này cũng vô cùng tốt đẹp vì thế nếu ai mà có ý định tiếp cận à, các bạn cũng nên mở lòng mình ra để cho người ta một cơ hội xem sao. Đừng có dại mà bỏ qua cái cơ hội thoát ế trong ngày hôm nay. À thưa quý vị. Một lần nữa xin được chúc mừng những con giáp may mắn có tên trong ngày hôm nay, ngày 29 tháng 2 âm lịch ngày Tân Sửu. Đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. À, quý vị thân mến, chúng ta biết cái ngày 20 29 tháng 2 âm lịch đó là ngày Tân Sửu. Con giáp may mắn đầu tiên không ai khác đó chính là những người tuổi Tỵ À, những người tuổi Tỵ được cục diện là Tỵ Dậu xỉu, là tam hợp, đúng không? Hơn nữa lại được cục diện Ngũ hành nó tương sinh. Vậy nên trong ngày hôm nay nó sẽ mang đến cho những người tuổi Tỵ những cái dấu hiệu tốt lành trên con đường tình duyên cũng như là con đường công danh sự nghiệp. Những người độc thân trong thời gian này có thể chủ động hơn trong cái chuyện tình cảm và sẵn sàng tìm nhiều cách để tiếp cận với người mình yêu thương. Bên cạnh đó, cái tính chủ động sẽ giúp cho các bạn nhanh chóng kéo gần cái khoảng cách với đối phương à, quý vị hãy cùng người đó nói về những cái sở thích chung những cái quan điểm và cái lối sống phù hợp như vậy thì cái mối quan hệ giữa đôi bên ấy nó sẽ là ngày càng thêm ấm áp và vô cùng là hạnh phúc à, thêm nữa trong ngày hôm nay có những người tuổi tỵ lại có chính quan nó chiếu mệnh vậy nên con đường sự nghiệp của những người tuổi tỵ cũng sẽ cực kỳ hanh thông là thuận lợi gia chủ không những hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao mà còn sẵn sàng giúp đỡ mọi người gây ấn tượng sâu sắc với những người làm lãnh đạo bên cạnh đó cái sức khỏe của những người tuổi tỵ trong thời gian này nhìn chung là khá là ổn định à, không có gì đáng phải lo ngại à, tuy nhiên gia chủ vẫn nên là để ý đến cái chuyện ăn uống đi lại đừng có để gặp cái sự cố đáng tiếc có thể xảy ra à, bên cạnh đó do được cùng diện tỵ dậu sửu nó tam hợp vậy nên trong thời gian này thì những người tuổi tỵ làm công việc gì cũng được thuận lợi may mắn được quý nhân tương trợ giúp đỡ đưa đường chỉ lối dẫn dắt đến thành cái thành công và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ đó là con giáp may mắn đầu tiên. À, tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong ngày 29 tháng 2 lịch ngày Tân Sửu ấy không ai khác đó chính là những người tuổi Dậu. Quý vị thân mến, những người tuổi Dậu được cục diện là tị Dậu xỉu là tam hợp. Dưới sự tác động của cục diện tam hợp, những người tuổi Dậu có thể sẽ được gì đồng nghiệp hoặc là đối tác, đắc lực trong ngày hôm nay sẽ gặp được. À, đối phương sẽ đưa ra nhiều cái gợi ý hữu ích giúp các bạn thực hiện được những cái công việc nó được thuận lợi hơn. Người làm đầu tư kinh doanh thì cũng có thể nhận ra được cái điểm mạnh của mình để mà đầu tư đúng hướng nhờ thế mà các bạn gì không mất quá nhiều cái công sức mà vẫn có thể thu được một khoản bội tiền khiến cho mọi người đều phải ngưỡng mộ bên cạnh đó cái tài vận trong cái ngày hôm nay ấy, thì nó cũng gì cũng khá là hanh thông thuận lợi đó có đồng ra đồng vào lương thưởng đều có dấu hiệu bứt phá tăng trưởng một cách rõ rệt à, nói chung ấy à, những cái đại ngộ này cũng sẽ khiến cho những người tuổi dậu cảm thấy an tâm hơn và bớt lo lắng đi phần nào cái chuyện hàng ngày Bên cạnh đó, cái việc làm ăn kinh doanh hay là buôn bán thì đều cũng được là thuận lợi, may mắn. Nhưng mà nếu muốn đầu tư kinh doanh hay là mở rộng vào cái lúc này thì quý vị cũng cần phải chú ý đề phòng và kiểm soát cái vấn đề tài chính nếu không ấy, sẽ bị thất thoát và bị tổn hao. Bên cạnh đó, được cục diện ngũ hành tương sinh nó mang lại cái sự vui vẻ và sự lạc quan. Đây cũng chính là cái điều mà mọi người yêu thích ở những người tuổi dậu. Quý vị hãy phát huy cái điểm mạnh của mình Các bạn có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với mọi người xung quanh Hãy nhanh chóng tìm được những người phù hợp đó. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc và bảo vệ cái hạnh phúc của mình Thì những người tuổi dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tăng hợp quý nhân Tị, dậu, xíu để được trợ mệnh hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi cho những người tuổi rộng. đó là con giáp may mắn thứ hai tiếp theo con giáp may mắn thứ ba không ai khác đó chính là những người tuổi những người tuổi tý những người tuổi tý thì được cục diện là tí xỉu là lục hợp nói chung ấy trong cái ngày hôm nay ngày 29 tháng 2 lịch ngày tân sửu thì những người tuổi tý nên tranh thủ làm các công việc quan trọng trong ngày hôm nay do được cục diện làm gì tam hội và cục diện lục hợp nó tương trợ giúp đỡ ngay khi mà vừa bắt tay vào thực hiện thì những người tuổi tý cũng cảm thấy có nhiều cái yếu tố thuận lợi nó xuất hiện quý nhân xuất hiện trong cái ngày hôm nay có thể giúp các bạn tìm cách nhận biết được gì những cái điều mới mẻ và gì có những cái điều tích cực nó xảy ra À, những người tuổi trẻ thì nên tranh thủ cái cơ hội này để học hỏi thêm được những cái điều hay hữu ích nhiều cho cái công việc cho cái sự nghiệp của các bạn trong tương lai. Bên cạnh đó, cái tài vận trong ngày hôm nay ấy, thì nói chung khá là vượng. À, công việc thì xuân sẻ, hứa hẹn cái thu nhập của những người tuổi tuổi Tý cũng được gia tăng. Đặc biệt những người làm kinh doanh thì có thể là chủ động đẩy mạnh cái 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 chuyện kinh doanh làm ăn à, hoặc là gì, đẩy mạnh cái chuyện buôn bán đầu tư. À, quý vị sẽ có cơ hội thu hoạch được một khoản tiền lợi không hề nhỏ à, khi mà thị trường nó đang nóng dần lên bên cạnh đó cái vận trình tình cảm của những người tuổi tý trong thời gian này thì cái nhân duyên cũng tương đối là tốt đẹp nhờ có đảo hoa tinh nó chiếu mệnh những người độc thân thì đi đâu cũng sẽ được chú ý sớm muộn gì thì cũng tìm thấy cái nửa kia phù hợp à, không phải lo lắng quá đến cái chuyện tuổi tác đời sống hôn nhân thì êm đẹp gia đình thì có nhiều cái tin vui à, tuy nhiên do quá bận rộn mải mê với công việc mà con giáp này có thể bị lao lực, sức khỏe có thể bị giảm sút. Do đó, các bạn nên chú ý chăm sóc cái cơ thể để không bị ngã bệnh vào cái thời điểm này. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng nó được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên, quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi tí. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư không ai khác đó chính là những người tuổi xíu. À, thưa quý vị, những người tuổi xíu trong ngày hôm nay thì có thiên ân chiếu mệnh, vậy nên những người tuổi Sửu thì sẽ nhận được cái sự đánh giá cao của cấp trên trong cái ngày hôm nay. Cấp trên cũng sẵn sàng giao cho các bạn những cái trọng trách lớn lao. Đó chính là một cái nấc thang để các bạn tiến đến cái quyết định thăng tiến trong tương lai. Trong thời gian này thì với những người mà phải tiếp xúc với một cái nội dung công việc mới hoặc là môi trường mới thì những người tuổi xíu cũng có thể tự tin thể hiện cái quan điểm của mình, những cái sáng kiến mới mẻ của các bạn khiến cho tập thể đều phải kinh ngạc. À, có thể các bạn ấy sẽ giúp người nào đó tìm ra cái hướng đi mới để triển vọng hơn nếu mà có ý định xuất hành hoặc là nếu mà có ý định đầu tư kinh doanh trong thời gian này thì quý vị cũng nên tiến hành ngay bởi vì gì cái các khí nó đang vượng hanh thông thuận lợi sẽ giúp cho quý vị có cái vận trình là xuân sẻ may mắn và bình an vì thế để gia tăng thêm cái tài vận cho mình thì những người tuổi sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu sửu để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác học quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi xỉu đó là con giáp may mắn thứ tư tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi mão à, thưa quý vị những người tuổi mão sẽ gặp được nhiều cái chuyện may mắn trong cái ngày hôm nay à, nếu mà biết chớp lấy cái thời cơ thì các bạn không chỉ đạt được những cái thành công trên cái lĩnh vực công việc, sự nghiệp mà tài lộc của các bạn cũng có những cái dấu hiệu khởi sắc, thăng tiến đáng kể. Bên cạnh đó, lại được thiên tài là chiếu mệnh, những người tuổi mão sẽ có cơ hội phát tài, phát lộc nhờ vào những cái trò may mắn trong ngày hôm nay. À, khoản tiền từ trên trời rơi xuống, đó có thể khiến cho các bạn dư giả trong một thời gian ngắn. À, nhưng quý vị đừng vì thế mà nghĩ đến cái chuyện chỉ dựa dẫm vào nó. À, trên phương diện tình cảm, thì các bạn đang dần biết chú ý hơn đến cái ngoại hình của mình nhờ đó mà các bạn sẽ chinh phục được những cái ánh mắt của không ít người xung quanh việc các bạn cần làm bây giờ là cần phải tin tưởng để nhận ra ai sẽ là người thực sự chân thành đối với mình bên cạnh đó trong ngày 29 tháng 2 lịch thì tình hình sức khỏe của những người tuổi mão nhìn chung ấy cũng khá là ổn định à, các bạn dần biết quan tâm đến cái sức khỏe của mình nhiều hơn nên là luôn chú ý luyện tập thể dục thể thao đồng thời có chế độ ăn uống nghỉ ngơi một cách hợp lý Nhờ vậy mà các bạn luôn cảm thấy khỏe khoắn, tràn đầy cái sức sống và sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất kỳ một cái kế hoạch nào mà mình đã đặt ra từ trước. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi Mão cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi cho những người tuổi mão tiếp theo con giáp may mắn thứ sáu trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi hợi à, những người tuổi hợi được cục diện là hợi tí sửu là tam hội à, công việc của những người tuổi hợi trong ngày hôm nay xuân sẻ hanh thông hơn thường ngày do được cục diện tam hội nó tương trợ nó giúp đỡ à, các bạn sẽ được người đi trước dẫn đường chỉ lối gặp khúc mắc gặp khó khăn cũng sẽ được giải quyết một cách là êm xuôi À, bên cạnh đó trong thời gian này thì quan hệ với đồng nghiệp à, với những người làm chung ý, thì vô cùng là vui vẻ và hòa thuận à, lại được gì thực thần nó chiếu mệnh vậy nên trong ngày hôm nay ý, những người tuổi hợi sẽ ăn nên làm ra có cái sự hoàn trả sạch nợ nần hoặc là gì giải quyết được những cái cái công việc đã có hẹn từ trước à, trong thời gian này quý vị cũng có gì có nhiều lộc ăn uống có cuộc đi chơi gặp gỡ với đối tác hoặc là hội họp liên hoan à, nói chung ấy trong thời gian này thì cái cơ hội kiếm tiền và làm giàu của những người tuổi những người tuổi hợi sẽ được càng ngày càng mở rộng thêm. À, tuy nhiên, à, ngày hôm nay thì là một cái ngày mà không vui với cái chuyện tình cảm của những người tuổi những người tuổi hợi. Do gặp cuộc chuyện là gì thổ thủy là xung khắc. Vậy nên à, dù đôi bên vẫn còn tình cảm dành cho nhau nhưng mà vẫn không thể phủ nhận những cái mâu thuẫn đang dần dần nảy sinh. Đối phương đưa ra những ý kiến áp đặt khiến cho các bạn cảm thấy là mệt mỏi, à, không còn muốn để lắng nghe. À, trong thời gian này thì hội độc thân nhân duyên tốt đến vậy mà cũng không biết cách giữ gìn. Tình cảm bạn bè cũng gì nảy sinh nhiều cái bất đồng. Bản mệnh thì bị gì đặt vào cái thế là tiến thoái lưỡng nan. Vậy nên đây là một cái 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 vận trình mà những người tuổi những người tuổi hợi không mong muốn chút nào cả. Vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn về tình duyên cũng như là về vận tiền bạc thì những người tuổi hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để được trợ vận hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi cho những người tuổi hợi đó là con giáp may mắn thứ sáu à thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay ngày 29 tháng 2 âm lịch ngày Tân Sửu. À, trong ngày hôm nay chúng ta có 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh thần may mắn gọi tên đó là những tuổi sau. Một là tuổi tỵ, hai tuổi dậu, ba tuổi tý, bốn tuổi sửu, năm tuổi mão và sáu là những người tuổi hợi. Đây là sáu con giáp may mắn nhất nhì thiên hạ trong ngày 29 tháng 2 âm lịch. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo xin cảm ơn